Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Theo đó, để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân không kê khai, nộp thuế theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với hoạt động livestream bán hàng, trường hợp phát hiện tổ chức cá nhân bán hàng hóa, nhận hoa hồng từ việc quảng cáo, bán hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.